Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Quá trình sinh tồn của con người không tách rời với môi trường tự nhiên cũng như các điều kiện cư trú ở xung quanh. Một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều trong thời gian qua đó là chuyện gì xảy ra khi phong thủy nhà ở không tốt? Trong lần chia sẻ này, tôi sẽ làm rõ các điểm liên quan đến nội dung ở trên. Phong thủy và con người có quan hệ ra sao? Trải qua hàng ngàn năm sinh tồn và phát triển, mối quan hệ giữa phong thủy, môi trường sống và con người đã được phong thủy mệnh lý học Á Đông khái quát với tư tưởng về tam tài, nghĩa là thiên địa nhân. Mối quan hệ này thì nhấn mạnh sự hài hòa các yếu tố về môi trường, địa cục và con người. Trong đó thì môi trường cư trú có tốt, có tích cực thì con người mới khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần và ngược lại. Mọi thành công và dấu ấn của con người đều dựa trên các nền tảng thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thực tiễn khoa học và đời sống thì đã cho thấy là môi trường chung quanh khi mà chi phối đến đời sống của con người ra sao. Thì các yếu tố như nguồn nước, không khí, đặc biệt là trường điện từ hay là từ trường trái đất sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí nó có thể gây ra những bệnh dịch xa hơn, có thể tác động và di truyền đến các thế hệ sau thông qua phong thủy của mộ phần nữa. Thực tế cũng cho thấy là cách cục phong thủy chi phối đến không chỉ sức khỏe con người mà còn chi phối đến cả gia đạo, tài vận, công danh. Điều này giải thích vì sao bên cạnh việc chia hai nhánh chính gồm phong thủy dương trạch và âm phần, với riêng phong thủy dương trạch cũng đã chia ra gồm phong thủy nhà đất, phong thủy văn phòng, phong thủy kinh doanh và sản xuất. Vậy thì phong thủy nhà không tốt sẽ xảy ra điều gì ạ? Ở trên tôi đã chia sẻ và nhấn mạnh con người là một tiểu vũ trụ không tách rời với thiên khí và địa khí trong mối quan hệ thiên địa nhân. Trong đó nhân khí là sự giao hòa giữa thiên khí và địa khí. Bên cạnh sinh khí hay là các nhân tố thuận lợi cho con người sinh tồn, tà khí hay gọi là âm khí là các loại sóng có hại vướng phải các nguồn hung sát này thì sẽ dễ suy nhược về sức khỏe, thậm chí là đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của con người. Các vấn nạn ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là biểu hiện một phần của tà khí được tăng cường nếu như xét trên tổng thể một cái đại cục. Khí mà khắc với mệnh người giống như khi mà có ngũ hành tương khắc tương xung sẽ làm cho con người không thích nghi với môi trường sống, biểu hiện bằng sự mệt mỏi, buồn chán, ốm đau và bệnh tật. Sự tương khắc của khí với con người quá mạnh, quá lâu thì sẽ dẫn đến nguy hiểm, thậm chí là đe dọa trực tiếp đến sinh mạng nữa. Và để phân rõ các yếu tố địa tác động đến vận mệnh thì tôi sẽ chia làm 4 trường hợp như sau. Chúng ta cứ hiểu nôm na, khi mà chúng ta vào sống ở trong một ngôi nhà mới thì vận mệnh của chúng ta sẽ tương tác với phong thủy của ngôi nhà đó. Và như vậy thì sẽ chia ra làm 4 trường hợp. Thứ nhất là khi vận chúng ta đang tốt mà lại vào được một ngôi nhà tốt thì đương nhiên là chúng ta sẽ phát triển rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Thứ hai, khi mà vận đang xấu mà lại vào trong một ngôi nhà có phong thủy xấu thì đương nhiên rồi, vận trình sẽ xuống rất là thê thảm. Còn hai trường hợp còn lại, vận đang tốt nhưng mà lại vào ngôi nhà phong thủy xấu, hay là vận đang xấu nhưng mà vào những ngôi nhà có phong thủy tốt, thì vận trình của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Thay đổi theo cách là vận trình xấu được vào ngôi nhà tốt thì vận trình đó sẽ bớt xấu đi rất nhiều. Còn vận trình đang tốt nhưng mà lại vào một ngôi nhà có phong thủy xấu thì chúng ta sẽ thê thảm đi rất là nặng. Vậy thì có nghĩa là vận trình của chúng ta dù tốt hay là xấu, bản thân những người tư vấn phong thủy hay là những người áp dụng phong thủy cũng cần phải áp dụng những đấu pháp để cho ngôi nhà của chúng ta có phong thủy tốt hơn, để mà bổ trợ cho vận mệnh của chúng ta. Và vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn, và nếu như tất cả những kiến thức ở trên các bạn cảm thấy chưa quen hoặc là khó áp dụng do chưa được thực hành phong thủy đủ lâu thì các bạn cân nhắc việc điện thoại cho đội ngũ trợ lý đã được đào tạo chuyên nghiệp của tôi để được hỗ trợ nhiều hơn. Và hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp các bạn phần nào lý giải rõ hơn mối quan hệ giữa phong thủy con người, hay là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà phong thủy nhà ở không tốt. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.